tiếp tục bàn về cái bên Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như lần trước là chúng ta biết, sau khi mà thành đạo thì Đức Phật tới Lục Uyển để thuyết pháp Tứ Đế độ cho năm em Diều Trần Như. Kế tiếp theo đó thì Đức Phật lại trở về chỗ thôn U Lầu Tần La, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, là cái nơi mà Ngài tu trước đó, để thuyết pháp và độ cho ba anh em Ca Diếp. Tới cuối cùng thì Ngài về trở lại thành Vương Xá để độ cho vua Tần Bà Sa La, cũng như Ngài Sa Đờ Phất và Mục Kiền Liên. Đó là như vậy. Nhưng mà nếu hãy đi sâu vào trong cái tư tưởng cũng như cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta nhìn thấy nó có cái khác. Cái điều sâu vô chỗ này đó là gì? Tại vì chúng ta biết Đức Phật khi mà Ngài tu hành thì chủ yếu là Ngài quán về nhân duyên sanh ra tất cả các pháp, quán tưởng về cái pháp mà do duyên sanh. Cho nên cuối cùng Ngài thấy rõ được tất cả các hiện tượng mà ở trong trời đất này là đều do nhân duyên sanh. Thì ở trong cái nhân duyên nó có một cái là từ quá khứ và từ hiện tại này mà dẫn về trong tương lai. Đức Phật thấy rõ cái đó không sai lầm. Mà thường là chúng ta gọi đó là tam minh, Đức Phật chứng được. Tức là tất cả những cái việc trong quá khứ nó có cái nhân ở trong quá khứ thì mới dẫn tới cái quả mà chúng ta đang sống trong hiện tại này. Và chính cái quả chúng ta sống trong hiện tại này đó, nó làm nhân cho những cuộc sống tương lai của chúng ta về sau. Đó gọi là ba đời nhân quả mà Đức Phật thấy rõ. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật có tìm tới năm nem Kiều Trần Như đây. Tại sao Ngài tới đây? Là nếu mà quán nhân duyên thì thứ nhất là nhân duyên gần. Cho nên nhân duyên gần để cùng tu chung với Ngài Xá Lợi Phất dưới sự hướng dẫn của Ngài Quốc Độ Lâm Phất. Mà Quốc Độ Lâm Phất là một nhà tu hành khổ hạnh trong thời đó và đã đạt tới đỉnh cao nhất, gọi là chứng được tứ thiền và bát định. Đức Phật học ở đây, Ngài cũng chứng được tứ thiền và bát định. Nhưng mà Ngài hỏi Quốc Độ Lâm Phất còn có một cái pháp nào hơn nữa không? Thì Quốc Độ Lâm Phất trả lời, đây là tột đỉnh rồi. Đây là tột đỉnh rồi. Tới cái đỉnh mà phi tưởng, phi tưởng xứ là tột đỉnh, không còn có cái gì hơn đó nữa. Nhưng mà ở trong thâm tâm thì Đức Phật thấy hình như là chưa phải như vậy. Chắc còn Quốc Độ Lâm Phất chưa tìm thấy. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài mới từ giả Quốc Độ Lâm Phất, mà Ngài bỏ đi tìm riêng cho chính mình. Thì lúc bây giờ đó Ngài mới tới Bồ Đề Đạo Tràng và ngồi suy nghiệm về cái pháp nhân duyên, quán tưởng về pháp nhân duyên. Cho nên khi mà Ngài bừng sáng lên được rồi đó, Ngài thấy rõ tất cả các cái nhân duyên trong quá khứ mà dẫn tới cái hiện tại này. Cho nên những cái gì mà chúng ta đã làm, chúng ta đã nói, chúng ta đã tiếp xúc ở trong quá khứ đó, thì nó tạo thành cái duyên trong hiện tại này chúng ta sống này. Ngài quan sát, Ngài thấy rõ như vậy. Rồi đó, thì nó tạo thành cái duyên cho những cái kiếp về sau. Ngài thấy rõ rồi.
Thì thấy rõ chỗ này là cái duyên gần á. Thì giữa ngài và năm em Kiều Trần Như này trước đây đã từng học chung, đã từng tu chung, đã từng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm tu hành. Cho nên ít nhất thì những người này cũng hiểu Đức Phật một phần rồi, mà Đức Phật cũng hiểu được những người này rồi. Cho nên đây gọi là cái duyên. Cho nên có duyên tức là những người này có thể hiểu được với nhau thì mới chia sẻ được với nhau chứ. Mà bây giờ cái hiểu biết của mình mà đem chia sẻ cho một cái người mà không có duyên, tức là họ không thể nghe được, không thể hiểu được, không thể chấp nhận được, thì mình đem mình chia sẻ có ích lợi gì? Đôi khi làm hại cho họ nữa. Cho nên trên đời này mà cứ thích là tranh cãi, thích là áp đặt cái tri kiến của mình cho người khác theo. Vì vậy mà mình phải khổ và phải thất bại. Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử lớn của Đức Phật, cũng bị trong cái tình trạng này trước khi theo Phật. Ngài Lâm Nha Hùng Biện luôn luôn lúc nào nữa cũng muốn đem cái tư tưởng của mình mà áp đặt cho người khác thôi, áp đảo người khác để họ phải chấp nhận, họ phải theo mình. Giờ họ không chấp nhận đi nữa đó, họ mới thua mình. Đó là cái sai lầm lớn của những nhà trí thức chúng ta. Cho nên Đức Phật thấy cái nhân duyên, cái người này có thể chia sẻ được, chia sẻ được tức là người này cũng suy nghĩ cái việc này, mình cũng suy nghĩ cái chuyện này, mà mình nhận ra được rồi thì mình có thể chia sẻ lại cho họ, tức là chia sẻ cái hiểu biết của mình cho những người mà muốn hiểu biết nhưng mà chưa hiểu biết được. Đây là trên bước đường tu nữa. Thế nên tôi học Phật, tôi học ở cái điểm này. Cho nên có một số người mà tới để muốn tranh cãi với tôi, thì tôi mới nói là bây giờ nữa, tôi mắc làm vườn, tôi mắc đi tưới cây. Thì mấy người này mới nói với tôi thế này, nói thầy tu mà thầy không chịu nói chuyện đạo, mà thầy lo làm vườn, lo tưới cây, thì cái này là không nên. Nhưng mà tôi thích làm vườn mà tôi thích tưới cây, mà tôi không thích là luận đạo. Nếu mà mấy anh muốn luận đạo thì đi tìm những cái chỗ mà người ta luận đạo đó, mình luận. Còn đây nó không có một cái chỗ để anh luận. Tại sao vậy? Tại vì tôi nhìn thấy những người này nó tới gặp tôi là muốn tranh cãi hơn thua. Vì tranh cãi hơn thua cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta chấp nhận mình thua, phải không? Thua những người này đi. Họ muốn hơn thua thì mình nhịn thua họ đi. Mà mình nhịn thua họ đó thì mình thấy mình an lạc hơn. Cho nên người xưa đó có dạy đó, là lùi một bước đó, thì trời cao biển rộng, phải không? Thôi chịu thua đi thì họ sẽ không quấy rầy mình nữa. Không thể chia sẻ được, không thể trao đổi được, không thể nói chuyện được thì mình không nên nói. Chứ còn nếu mà muốn hơn thua đó, thì lúc bây giờ đó, trở thành tranh cãi. Mà tranh cãi thì Đức Phật nói sao? Cái người thua đó, thì sanh oán, tìm cách đó, để báo thù. Còn cái người hơn đó, thì sanh kiêu, rồi tới bữa nào đó cũng sẽ thua thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận cái quan trọng nhất là thấy nhân duyên. Người nào có thể chia sẻ được thì ta tìm tới để chia sẻ. Còn người nào nữa không thể chia sẻ được thì ta tìm cách tránh đi. Đây là trên bước đường tu mà Đức Phật dạy các vị A-la-hán hành đạo phải như thế. Đạo Phật không phải là cái đạo tranh cãi, không phải đạo Phật là cái đạo hơn thua. Mà người nào hơn thua tranh cãi đó, thì người đó
không được Đức Phật công nhận là đệ tử. Đây là trên bước đường tu, tôi nhận ra được cái này. Thì bây giờ Đức Phật tới chia sẻ với năm anh em ông này, mà năm anh em này cùng suy nghĩ việc này và cùng thực tập việc này, thì tới nói đúng với cái họ suy nghĩ, nói đúng với cái họ làm, và chỉ cho họ cái cách làm để mà có kết quả tốt. Vì vậy mà cái thời gian thực tập của họ nhanh chóng thôi. Hay nói cách khác đi, thì Kiều Trần Như trước đây cùng học với Quốc Đầu Lâm Phất cũng đã chứng được phi tưởng, phi tưởng xứ định rồi. Cho nên lúc bây giờ đó, một cái phần còn lại thôi, từ cái đỉnh cao của trí tuệ là phi tưởng, phi tưởng xứ này mà bước qua cái lĩnh vực A-la-hán, chỉ còn một chút xíu mắc kẹt đó thôi. Cho nên được Đức Phật khai ngộ thì Kiều Trần Như chứng liền. Còn bốn người còn lại đó, thì hết mùa hạ thì họ cũng đắc quả là hắn. Là vì những người này đó, họ ở trong hiền vị rồi, tức họ từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Á Đà Hàm rồi. Tức là những người này không còn lệ thuộc vào ăn uống ngủ nghỉ, cái người này không còn lệ thuộc vào cái hơn thua phải trái, mà cũng không còn bị cái tình cảm ngũ dục ngăn che nữa. Những người này đã thoát được rồi, cái phần căn bản này họ thoát được rồi. Cho nên Đức Phật chỉ cần khai ngộ là họ ngộ. Trưởng giả Gia Xá Tử, tức là con của ông Gia Xá, cái ông này đó cũng đồng một tâm trạng với Đức Phật khi còn làm Thái Tử, cũng có một cái tầm nhìn, cũng có một cái quan sát, và cũng phải có cuộc sống mà nó giống với Đức Phật khi còn làm Thái Tử. Cho nên Đức Phật đem cái suy nghĩ của mình khi còn làm Thái Tử mà chia sẻ với Trưởng Giả Tử. Hai cái này giống nhau, cho nên ông Trưởng Giả Tử này đó, ông liền ngộ và quyết tâm xuất gia. Tại vì cái ông này đã từ trong phú quý vinh hoa mà đi ra, không màng, không cần, không thích, mà coi đó làm cái gì mà ghê tởm. Cho nên cái tâm đã lìa trần rồi, mặc dù chưa, đã xa rời thế tục rồi. Cho nên khi mà gặp Đức Phật cũng đồng một hoàn cảnh với mình, mà tu được, chứng được, giải thoát được, cho nên nó nhận Đức Phật làm thầy để mình đi theo con đường của Đức Phật là vậy. Cho nên những người này họ đi tu đó, họ quyết tâm, họ quyết tâm để tìm đạo, quyết tâm để chứng đạo, quyết tâm để đạt giải thoát. Những người quyết tâm như vậy, cho nên cái thời gian họ tu cũng rất nhanh. Trong vòng 3 tháng họ đắc quả là hắn thôi. Đây là những người mà đầu tiên Đức Phật giáo hóa. Rồi sau đó nữa thì sao? Đức Phật mới bảo là bây giờ mấy thầy đã đắc quả là hắn rồi, cho nên đủ điều kiện để đi hóa duyên. Đi hóa duyên tức là đi truyền đạo nữa, đi vào làng để độ người có duyên với mình. Cho nên trước khi đi là mấy thầy nên suy nghĩ bữa nay mình đi đâu, mình gặp ai và mình nói cái gì để cho họ sáng lên chứ. Đây là điều quan trọng. Nếu mà thấy ở chỗ này nó không có duyên với mình, đương nhiên là mình không thể ở được. Cái người này không có duyên với mình thì mình không thể nói được. Cho nên không nói với cái người mà không thể nói được, không thể ở cái chỗ mà không ở được. Các vị A-la-hán đều có cái này, cho nên nhìn thấy. Cho nên thấy nếu mà bữa nay mình đi ra đó mà mình không gặp được cái người mình có duyên để độ, thì có nên đi không? Đương nhiên ở nhà. Tại vì các vị này đó là có thể nhịn ăn từ một ngày cho đến một tuần lễ, chẳng có sao hết, uống nữa. Cho nên các vị A-la-hán thường thường đó là họ đi khất thực, có nghĩa là đi giáo hóa, đi tới cái chỗ đó gặp cái người đó trong hoàn cảnh đó để khai ngộ cho người đó thì họ mới đi.
Còn nếu không có họ đâu đi. Không phải là mỗi ngày mỗi đi khất thực. Cho nên có những người đó tu theo nguyên thủy nhưng mà vẫn giữ cái tập quán này, tôi nghĩ là tốt. Tức là mỗi ngày sáng thì phải ôm mình đi khất thực thôi. Thì khi mà gặp các vị này, tôi có cái chia sẻ, tôi nói này, tôi nói nữa, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo phải quán nhân duyên trước khi đi khất thực. Tức là mình đi đâu, mình gặp ai, và mình nói cái điều gì mà có lợi ích cho chư thiên và loài người thì mình mới đi. Đấy là sự thật Đức Phật dạy chứ. Nhưng mà mình vẫn giữ cái tập quán này á, cần đi mình đi, nhưng mà nhiều khi không cần đi mình cũng đi, mà không nên đi mình cũng đi, cho nên thọ nạn. Thành ra tất cả các thầy tỳ kheo vì không quán nhân duyên cho nên đi chắc chắn là thọ nạn, có thể bị mất y, có bị thể bị mất mạng. Thì đây là chuyện sai lầm chúng ta mà Đức Phật đã dạy từ cái bài kinh đầu tiên mà chúng ta không suy nghĩ và không tuân thủ. Cho nên nếu mà không nên đi thì không đi, nên đi mới đi chứ, đi làm gì? Ngài Mã Thắng tỳ kheo ôm bát đi xuống tận ở thành Vương Xá. Mà xuống đó để làm gì? Xuống đó là để độ cho Ngài Xá Lợi Phất. Ngài thấy Ngài với Ngài Xá Lợi Phất có nhân duyên, cho nên tìm Ngài Xá Lợi Phất mà độ, chứ không phải đi xuống thành Vương Xá để kiếm ăn, phải không? Đi xin cơm sống mỗi ngày. Đây là cái việc mà... Cho nên không phải là mỗi ngày phải đi khất thực. Không phải. Không phải vì ăn mà đi khất thực. Đức Phật nói rõ như vậy. Vì giáo hóa chúng sanh mà đi khất thực. Cho nên các ngài đi tới đâu thì làm cho đó phát tâm. Gặp ai thì làm cho người đó phát tâm. Đây là cái việc tu hành của các vị thánh tăng, đặc biệt quá là hắn. Cho nên tôi còn nhớ khi tới Lục Uyển á, các vị này chưa đắc quả, cho nên Đức Phật mới nói bây giờ mấy thầy chưa đắc quả La Hán thì mấy thầy không nên đi khất thực, để tôi với thầy Kiều Trần Như đi khất thực đem về cúng dường cho mấy thầy. Mấy thầy cố gắng nỗ lực quán tưởng để mà đắc quả La Hán đi. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong đời tu mình. Cho nên lúc bây giờ nữa, chỉ có Đức Phật và đem về đó cung cấp cho bốn người còn lại để sống, không đi ra ngoài. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được. Cho nên các vị cao tăng, các vị thánh tăng, họ có bổn phận tiếp tăng độ chúng ở chỗ này. Họ ra sức họ làm để họ nuôi tăng. Nuôi tăng để làm gì? Nuôi tăng để học và để tu này. Tại nếu mà cho chư tăng chưa đắc thánh quả đi ra ngoài đó thì đôi khi làm ảnh hưởng xấu cho đạo và làm hại cho bản thân họ. Cho nên lúc bây giờ đó, đầu tiên Đức Phật đã cấm những người chưa đắc thánh quả là không được đi ra ngoài, là như vậy. Tại vì người ngoài ta thấy người ta không kính trọng, người ta thấy người ta chê bai, phải không? Tại họ không kính trọng, họ chê bai thì họ phạm phải cái tội khinh tăng, cho nên họ cũng có tội chứ. Cho nên mình cũng có chia một phần tội của họ. Do đó mà tu cả đời chúng ta lại thấy tội cứ chồng chất lên mà không có cái kết quả tốt đẹp nào hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái người mà học theo Phật giáo nguyên thủy cần phải suy nghĩ, cần phải cân nhắc. Bây giờ đó, Đức Phật bảo là mấy thầy đắc rồi, đắc quả rồi, thì mỗi thầy thấy nhân duyên mình ở chỗ nào đó thì đi tới đó để làm đạo, để đi tới đó giáo hóa. Còn riêng về tôi nữa, thì phải trở lại cái thôn Ưu Lầu Tần La. Tôi có việc của tôi, phải không? Tại vì lúc bây giờ Đức Phật đó, Ngài đã thấy được cái duyên của Ngài đối với ba anh em Ca Diếp này. Thành ra ba anh em Ca Diếp này nữa, là cũng là những người tu, những người có căn lành, những người có nhiệt tình cầu đạo, nhưng mà thiếu cái người hướng dẫn đúng. Thấy những người này muốn tu nhưng mà vì họ thiếu cái người hướng dẫn, mà Đức Phật là có duyên với họ, chắc chắn là hướng dẫn được, chắc chắn hướng dẫn được. Cho nên Đức Phật quyết tâm đi tới thôn Ưu Lầu Tần La này để độ ba anh em Ca Diếp. Mà nếu
Đức Phật làm như vậy đó, thì bây giờ để chúng ta nhìn ở ngoài, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy sao? Nó là Đức Phật là một vị sa môn chỉ có một bình bát và một ca sa thôi, nhưng mà tới độ ba anh em ông Ca Diếp này đó, là có 1000 đồ chúng, có 1000 đồ chúng, và được Bình Sa Vương kính trọng coi là thầy. Tại vì ở cái nước Hoa Kiệt Đà này đâu có vị tu sĩ nào mà có đệ tử đông như vậy. Ba anh em ông Ca Diếp này là có 1000 đệ tử xuất gia, rồi có hàng vạn, thì ông vua này phải kính trọng ông này chứ. Kính trọng ông này là vì cái quần chúng đi theo ông này đây. Ông vua này cần quần chúng, cho nên phải cung kính cái ông giáo chủ này. Đây là đương nhiên. Mà Đức Phật là nghĩ tới độ ba anh em ông này. Thứ nhất là Đức Phật biết ba anh em này đi lạc đường. Ban đầu tu thì tốt, nhưng mà được cung kính cúng dường nhiều, cho nên lần lần đọa, lần lần bị đọa nhé. Cái phước đời trước nó mòn lần, mà cái công đức trong đời này không tạo được thì nhất định phải hết và phải đọa chứ. Thế nên tại sao mà ông có được 1000 đồ chúng xuất gia? Tại sao mà ông có hàng vạn tín đồ? Tại sao mà vua Tần Bà Sa La kính nể? Cái này là nhân duyên từ quá khứ, nhân duyên từ những kiếp quá khứ giữa ông với Bà Sa La đây. Cho nên sanh lại trên cuộc đời này nữa, thì những người này khi mà gặp nhau có thể hợp tác với nhau, có thể chấp nhận với nhau để cùng sống, cùng tu, cùng làm việc này. Đây là nhân duyên từ quá khứ. Nhưng mà vì cái nhân duyên này đó, mà nó ràng buộc ba anh em Ca Diếp, nhất là ông U Lầu Tần La Ca Diếp, ông anh cả đây. Tại bây giờ đó, cái việc thứ nhất là gì? Ông lãnh đạo 500 tu sĩ ở trong tu viện. Cho nên mỗi ngày ông phải lo chăm sóc cho 500 ông tu sĩ này, lo đời sống cho 500 ông này. Rồi kèm thêm cái nữa đó, vì lo cho cái cuộc sống ông này thì phải làm vừa lòng nhiều người bên ngoài nữa. Làm vừa lòng những người bên ngoài nữa thì ông bị phân tâm thêm lần nữa. Và kế đó nữa đó, thì ông Tần Bà Sa La, cho nên ông phải để tâm lo về việc nước nữa. Thành ra tâm ông trở thành ra rối. Thành ra tâm ông rối, cho nên ban đầu đó thì nhìn vật tương đối còn chính xác, còn tốt. Nhưng mà lần lần đó, bị việc nó ràng buộc mình đi. Nó ràng buộc mình đi. Cho nên bị công việc nó ràng buộc. Cho nên từ công việc ràng buộc này đó, mà cái tâm bị tối lần. Mà khi tâm mình tối lần rồi đó, thì cái quyết định mình không còn sáng suốt, không còn đúng đắn nữa. Thì ở trong tu viện 500 người này đó, chắc chắn là có những cái ngấm ngầm tranh chấp lẫn nhau đây. Cho nên có những người họ theo tu một thời gian nhưng không thấy có kết quả gì hết, thì đương nhiên họ có ý muốn bỏ tu chứ. Mà muốn bỏ tu rồi thậm chí lại muốn chống đối lại nữa. Rồi cái đám mà cư sĩ hộ đảm giường cung kính lễ bái đây, thực tập đây, mà cũng thấy có kết quả gì. Cho nên cứ sáng, trưa, chiều, tối 4 thời như vậy nó đốt lửa lên, rồi ca hát, rồi nhảy múa, rồi lễ bái. Mà làm hoài như vậy đó, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Một lần thì được, một ngày thì được, một năm thì được, nhưng mà đi tới 3 năm mà thấy không có kết quả nào nữa hết, thì bắt đầu nản đi, bắt đầu chán đi, có ý muốn bỏ cuộc, chưa nói tới muốn chống lại. Thì bây giờ đó, ông vua Tần Bà Sa La đó thấy, hỏi ông này, ông cũng trả lời một cách mù mờ. Ban đầu thì ông có những ý kiến hay, góp ý cho nhà vua, nhưng mà về sau đó, càng về sau đó, thì thấy ông càng kém hơn. Cho nên là vua cũng không buồn quan tâm tới nữa. Vua không buồn quan tâm tới ông này nữa. Ông này trong đang ở cái thế bế tắc, biết là nhà vua không còn tin tưởng mình, và biết ở trong cái số đồ chúng này nữa, họ cũng không còn hết lòng với mình. Cho nên phải làm sao? Đi tới thì cũng không được, mà bỏ cuộc thì cũng không nên ở trong thế bế tắc này. Cho nên
Đức Phật nhìn thấy cái bế tắc công thân này, mà Ngài từ ở Lục Quyển Ngài xuống đây để nhằm khai ngộ cho ông này, để khai ngộ cho cái ông Lâu Tận La Ca Diếp này, thì làm cho ông này ngộ được, ông này nhận ra được là Đức Phật là bậc chánh biến tri, còn mình là chưa phải là bậc chánh biến tri. Đức Phật là cái người mà biết tất cả, Đức Phật đáng làm thầy thiên hạ, làm bậc thánh, cho nên Ngài mới sụp xuống lại Đức Phật xin làm đệ tử. Và Ngài cũng tuyên bố với 500 đệ tử của mình thánh. Nhưng mà hôm nay tôi nói rõ, tôi không phải là thánh, mà chính Đức Phật đây đó mới là thánh. Đức Phật đây đó là bậc thầy, cho nên bây giờ tôi nguyện đi theo Đức Phật làm đệ tử của Ngài. Còn tất cả các anh em đó thì tùy, ai muốn đi theo Phật tu hành thì theo, ai muốn trở về nhà thì cứ về. Chứ còn á, tôi không ràng buộc anh em nữa. Và tại vì sự thật á, thì ông nghĩ rằng á, tất cả các vị này cũng đang bế tắc, đang muốn bỏ cuộc. Đương nhiên là ông thế không thể ràng buộc được. Cái người mà hiểu đạo rồi đó thì không thể ràng buộc những người mà họ không tin tưởng và không hết lòng với mình. Mình ràng buộc những người mà không tin tưởng mình, không hết lòng với mình, thì cái này tự chuốc quả vào thân thôi. Nhận ra được mình muốn giữ những người này lại với mình, nhưng mà họ không còn tin tưởng mình, họ không hết lòng với mình, thì cái này một tai họa lớn đây, nên từ bỏ đi. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận được cái này, khai ngộ. Cho nên Đức Phật khai thị cho cái ông này, cho ông này nhận ra được. Thì khi ông này nhận ra được rồi đó, nguyện đi theo Phật, thì hai người em ông kia đó, ông này nó cũng giống như vậy luôn, cũng ở trong một hoàn cảnh đó, cũng bị bế tắc, lãnh đạo đồ chúng, nhưng mà một đồ chúng ô hợp, phức tạp và ưa tranh cãi với nhau, phải không? Thì như vậy nguy hiểm, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Cho nên cần phải có một cái pháp tu mới, cần phải có người lãnh đạo mới cao hơn, đủ điều kiện để mà dìu dắt những người tu sĩ này. Thì bây giờ đó, cả hai ông này là Đức Phật, cho nên ta mới bảo là chỉ có một đêm thôi mà Đức Phật giáo hóa được 1000 đồ chúng và làm cho họ nhập thánh quả, đưa vào hàng dự lưu. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên thấy được nhân duyên và tới khai ngộ được, thì lúc bây giờ đó, những người này họ nhờ cái ơn khai ngộ đó mà họ hết lòng với Đức Phật khi đi theo Đức Phật. Thì bây giờ đó, tự nhiên mà Đức Phật đã có một số đệ tử là 1000 người rồi. Cho nên từ đó, bây giờ Đức Phật mới nói với ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, thôi bây giờ đó, tất cả các huynh đệ đó thì cứ ở đây tiếp tục tu hành. Hoặc là người nào mà muốn đi đâu thì tùy ý, chứ còn tôi không ràng buộc mấy anh em theo tôi nữa đâu. Cho nên tôi chỉ để đạt được kết quả thôi, chứ tôi không phải là cần thu nạp đồ chúng cho đông để tôi có đệ tử, tôi có nhiều người, phải không? Cái chuyện này tôi không muốn cái này. À, tôi chỉ là người muốn tự do. Phật là cái người được tự do, giải thoát. Cho nên người tu chúng ta ngày nay đi theo Phật cũng lấy cái giải thoát làm chính, chứ đâu phải lấy cái đồ chúng đông làm chính. Cho nên đồ chúng đông cũng tốt, mà đồ chúng không có thì cũng không sao. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là phải được giải thoát. Cho nên đôi khi đó, chúng ta sống một mình, chúng ta thấy được giải thoát. Mà đôi khi chúng ta có đồ chúng đông, chúng ta thấy giải thoát. Thì khi nào thấy đồ chúng đông mà được giải thoát, thì ta nên có đồ chúng đông. Mà khi ta thấy cần sống một mình được giải thoát, thì ta nên sống một mình. Cho nên có những lúc mà một mình Đức Phật ôm một bình bát đi lên 3 tháng ở trên núi cao, chỉ có một cái con khỉ mà hái trái dâng cho Đức Phật, rồi chỉ có một con voi mà ôm cái bình bát đi xuống suối múc nước lên cho Đức Phật thôi.
Cho nên suốt 3 tháng đó Đức Phật chỉ uống nước suối và ăn trái rừng, phải không? Trái gì mà ăn được đó thì khỉ hái đem dâng cho Đức Phật. Nước uống thì nhờ bác Voi già này nữa đi lấy giùm. Thì Đức Phật vẫn sống một mình. Thì sống được một mình thì được giải thoát, còn sống với đồ chúng thì không được giải thoát. Tại sao vậy? Vì trong cái mùa an cư đó, một số mà đệ tử của Đức Phật tự tranh cãi với nhau. Rồi Đức Phật mới nói là mấy thầy không được tranh cãi nữa, lo tu đi được giải thoát. Thì mấy thầy đó mới sân si. Thành ra mấy thầy đó mới bảo với Đức Phật, bây giờ thôi Đức Phật nên an trú trong chánh định đi để được giải thoát, còn cái chuyện của tôi để tôi giải quyết. Đấy. Cho nên thôi bây giờ Đức Phật nói các thầy tự giải quyết được thì tôi đi. Cho nên Đức Phật một mình ở bên bác bên rừng ở. Đây chúng ta thấy. Cho nên sống một mình được giải thoát thì sống một mình, mà sống có đồ chúng được giải thoát thì sống với đồ chúng. Đây là Phật giáo chúng ta, chứ không phải cần có tu viện lớn, cần có đồ chúng đông, không cần cái này. Đông thì thường nó khó hơn. Một mình được giải thoát thì dễ, nhưng mà hướng dẫn đồ chúng được giải thoát đông thì đây là cái việc khó làm, chứ không phải vậy. Người có công đức lớn và có trí tuệ sâu thì mới có thể làm được. Còn nếu mà chúng ta chưa tới chỗ này thì cũng nên cẩn thận. Cái số quần chúng đông như vậy, khi Đức Phật nói như vậy đó, thì các thầy tỳ kheo này đó, ngàn người này đó, nói thôi bây giờ con đã nguyện đi theo Đức Phật làm đệ tử rồi, thì Đức Phật đi đâu con đi đó, có cái gì ăn cái đó. Thành không có thì cũng không sao, phải không? Thành 1000 ông nó chịu ôm mình bác đi theo Đức Phật hết. Cho nên từ cái thôn Ưu Lầu Tần La này đó, mà Đức Phật đi đằng trước thì 1000 người này đi theo. Đi theo tới thành Vương Xá đi. Đi xuống tới thành Vương Xá. Thì bây giờ đó, sáng thì 1000 thầy tỳ kheo này nó chia ra mà đi ở trong thành Vương Xá để khất thực. Thành ra vào thành Vương Xá. Thành ra chỗ này chúng ta mới nhớ. Trước đây đó, vua Tần Bà Sa La đó, thì thỉnh Đức Phật xây cho Ngài một tòa lâu đài và sẽ cung cấp người hầu hạ đầy đủ để cho Ngài tu, và Ngài làm bạn với tôi để tôi có những cái gì thắc mắc tôi tới thưa thỉnh với Ngài thôi. Thế nên Đức Phật từ chối. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật có hứa, khi nào tu đắc đạo thì tôi sẽ trở lại thăm bệ hạ. Đây là cái lời hứa của Đức Phật khi còn làm sa môn. Cho nên khi mà đắc đạo rồi, Đức Phật đâu có tới thành Vương Xá liền. Ngài thấy được nhân duyên. Nhân duyên là chỗ nào nên tới trước thì tới trước, chỗ nào nên tới sau thì tới sau. Thành ra bây giờ đó, khi mà Ngài đắc đạo xong, Ngài tới Lục Quyển để độ năm em Kiều Trực Như. Độ xong chỗ này đó, Ngài mới trở về Ưu Lầu Tần La thôn để mà độ cho 3 anh em Ca Diếp. Bây giờ Đức Phật mới trở về thành Vương Xá. Cho nên khi mà trở về thành Vương Xá đó, thành ra cũng thế. Thế đột nhiên một đêm đó, sáng ngày ra nó thấy 1000 thầy tỳ kheo đi khất thực ở trong thành Vương Xá đầy hết vậy đó. Dân chúng đồn nên sao bữa nay lại có các thầy tỳ kheo về để đông quá vậy. Thế nên trường hợp này đó, ông vua Tần Bà Sa La nghe người ta đồn như vậy, người ta báo cáo như vậy đó, ông mới hỏi là mấy thầy tỳ kheo này đâu mà về đông vậy. Thì bây giờ đó, người ta mới báo cho vua biết đó, đây là đệ tử của Sa Môn Cầu Đàm, đệ tử của Sa Môn Cầu Đàm đó, thành ra đi về Vương Xá. Cho nên đó, tất cả mọi người đó là lo sửa soạn để cúng dường. Thành ra vua Tần Bà Sa La mới nhớ lại Sa Môn Cầu Đàm trước đây mình có ngày từ chối. Rồi bây giờ đó, Ngài có hứa là khi thành đạo là Ngài về. Mà bây giờ Ngài về với số đồ chúng cả ngàn như vậy đó, thì chắc Ngài đắc đạo rồi. Cho nên vua mới tìm tới. Thế nên tìm tới gặp Đức Phật và thỉnh Đức Phật vào hoàng cung
để cúng dường. Thỉnh Đức Phật vào hoàng cung để cúng dường, và trong lúc đó 1000 thầy tỳ kheo này nữa cũng được vào trong hoàng cung để cúng dường này. Thành ra trong cái lễ trai tăng này nữa, nhân cái chỗ này nữa mà Đức Phật mới thuyết cái bài pháp mà cho cư sĩ, cho đế vương nghe đi. Đây là cái việc quan trọng. Thành ra bây giờ nói chuyện với đế vương thì Đức Phật mới nói về cái vấn đề trị nước an dân này, cái này quan trọng. Tức là làm vua thì cái trách nhiệm lớn của mình làm sao mà trị nước cho được thái bình, nhân dân được an lạc. Cho nên Đức Phật mới đặt ra cái vấn đề mà chuyển luân thánh vương, phải không? Tức là chuyển luân thánh vương, là vua thì phải là chuyển luân thánh vương. Mà là chuyển luân thánh vương đây là gì? Cái điều quan trọng nhất là đứng đầu đây đó, làm vua thì phải lo cho dân được ấm no, lo cho dân được hạnh phúc, thì cái này là trách nhiệm của mình, chứ không bao giờ lo cho bản thân mình. Ta nói làm vua mà chỉ lo cho bản thân mình thì lúc bây giờ tất cả những người dưới trướng của mình, các quan lại này đó, họ cũng phải tự lo cho họ, phải không? Rồi dân chúng ai lo? Thành ra vua lo cho bản thân, đại thần cũng lo cho bản thân. Thì lúc bây giờ đó, lo cho bản thân, cho nên phải cất nhiều cung điện, phải có giải này từ đâu ra? Tức là từ dân chúng ra, phải không? Tức là bắt dân chúng phải làm việc cực lực để cho các quan lại giàu thêm, để cho vua có nhiều tài sản hơn nữa. Thì như vậy làm sao thái bình được? Cho nên đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái bài pháp này là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho vua Tần Bà Sa La nghe. Cho nên vua Tần Bà Sa La nghe Đức Phật thuyết rồi đó, thì ngài mới thấm ý. Ngài bảo là lời của Đức Phật dạy đó là chân lý. Cho nên cái điều quan trọng nhất là từ đây về sau thì vua chỉ nghĩ tới quyền lợi của dân chúng, và tất cả các quan đi theo vua cũng phải nghĩ tới quyền lợi dân chúng. Nghĩ tới quyền lợi dân chúng trước rồi mới tới quyền lợi của sẽ sau cùng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Ta nói vua Tần Bà Sa La nghĩ như thế, cho nên ngài mới đem hiến cái trúc lâm. Trúc lâm này là gì? Tức là cái thượng quyển của nhà vua. Tại cái chỗ trúc lâm này đó làm cái khu nghỉ mát mà tốt nhất. Ở đó nó có những cái hồ tắm nước trong, và nó có cái vườn trúc rất đẹp, cho nên ta gọi là trúc lâm. Thành ra vua thường hay ngự tới đây, cho nên đây là vườn ngự của vua, mà vua đem hiến cái vườn này cho Đức Phật. Tại sao vậy? Tại vì vua Tần Bà Sa La mới nghĩ tới này nè. Theo những lời dạy của Đức Phật, cái nhân cách của Đức Phật và cái nhân cách của các thầy tỳ kheo thánh thiện như thế, các vị A-la-hán này, mà nếu ở trong cái nước Ma Kiệt Đà này nữa, thì những cái đất nước này nữa, theo cái tinh thần mà ngũ giới tam quy của Đức Phật đây, thì chắc chắn là ở trong đất nước chúng ta sẽ bình yên và sẽ mạnh này. Tên vua này có tầm nhìn cao chứ. Tên này khác với những người khác đó. Họ nghĩ những người tu là những người ăn hại, phải không? Những người ăn hại. Ông vua này thấy không phải hại. Tức là nuôi những người tu này có lợi hơn là có hại, phải không? Ta nên nhờ những người này mà giáo hóa quần chúng sống một đời sống cao thượng. Đây là quan trọng chứ. Cho nên các nhà sư này một ngày chỉ ăn bữa thôi, phải không? Ăn bữa, có vị là không ăn nữa. Thì cái trường hợp này sao? Có thiệt thòi bao nhiêu? Đấy. Nhưng mà đây là cái tấm gương sáng cho tất cả xã hội nương theo này. Cho nên mọi người tranh giành mà cướp bóc vinh hoa phú quý. Bây giờ đó có Đức Phật đây. Tức là có Đức Phật hiện hữu ở đây để Đức Phật dạy dỗ cho người ta hiền lành theo Đức Phật. Rồi có các thầy tỳ kheo đó làm gương cho cuộc đời này nữa. Cho nên từ này xã hội an lành nhé. Cho nên đầu tiên là các vị này ăn nhưng mà không có hại được, không?
ăn nhưng mà không có hại, tức là có lợi chứ không hại. Ban đầu ai nghĩ 1.000 người ở không mà ăn đây thì cái trường hợp này chết mệt. Nhưng mà 1.000 người này là những người chân tu các bậc cao đức, thì trường hợp đó Phật tử mang tới cúng dường cho các thầy, nhưng mà đem tới cúng dường cho các thầy sẽ ăn một phần thôi, còn một phần á lại giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn nữa, tức là chia sẻ. Nhiều khi người nghèo ăn mày ăn xin mà họ còn ăn nhiều hơn các thầy tỳ kheo, nhiều ăn tối. Còn các thầy tỳ kheo chỉ ăn có một lần thôi, mà ăn có nhiêu đó thôi, cho nên ăn xong rồi còn dư bao nhiêu thì đem phát cho những người mà nghèo khó trong cuộc đời này. Đây là trên bước đường tu này, chúng ta thấy rõ cái cuộc sống thực của cái giáo đoàn Đức Phật này rất cao quý. Cho nên lúc bây giờ đó, nuôi mà có lợi chứ không có hại. Cho nên các cái vị thánh tăng này sáng ngày ôm mình bát đi khất thực ngoài làng, đi tới từng nơi, từng nhà để làm gương cho tất cả dân ở trong thành phố. Họ thấy được cái tấm gương tốt của các thầy tỳ kheo, các vị đắc quả la hán này nữa, mà họ sanh ra kính trọng. Thì từ cái chỗ đó đó, họ mới tin tưởng và mới tập sống theo cái đời sống của Đức Phật hiền lành. Cho nên lúc bây giờ nữa, mà đặc biệt nhất á, mà Đức Phật đưa ra cái vấn đề ngũ giới tam quy này cho toàn dân. Ta nói là nhà không cần đóng cửa, mà ngoài đường không ai lượm của rơi nữa, phải không? Ta không cần. Tại vì họ muốn theo Đức Phật tu hành để được giải thoát đây này. Cho nên tất cả những cái này nữa, chúng ta không cần nữa. Đây là sự thật trong cuộc sống đó. Cho nên con người ta trở thành tốt, mà trên đời này đó, nếu mà nhân dân trở thành những người tốt, những người hiền đó, thì đây là quan trọng nhất. Không cần luật pháp. Tại cần luật pháp là vì có người hung ác, phải không? Mới cần luật pháp để trừng trị họ, để hạn chế hung ác. Nhưng mà bây giờ giáo hóa được làm cho những người này trở thành những người hiền, những người tốt, những người Phật tử mà biết giữ ngũ giới tam quy, thì cái trường hợp này xã hội đương nhiên an lành. Nếu trong xã hội chúng ta nếu mà không có những người tham lam, những người ích kỷ, thì đương nhiên chúng ta cũng không cần giới luật. Phật trong 12 năm đầu đó là không có giới luật gì hết. Cho nên chỉ có cái tam quy và ngũ giới thôi, còn không có giới luật, không có điều 1, điều 2, điều 3, không có cái này. Nó tại sao vậy? Vì đối với tất cả các bậc thánh tăng và những người quyết tâm tu hành, cho nên giới luật không cần ban hành nữa, mà mọi người đều tốt. Cho nên khi Đức Phật nói như thế, ông vua Tần Bà Sa La này nghe và tin và ứng dụng được, cho nên cái thành Vương Xá này được hưng thạnh một thời. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Nên tôi ngừng ở đây, rồi kỳ sau tôi tiếp. Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng